cái gì mà lúc ngậm miệng thì nó là tùy cái âm, tùy cái âm mà mình ngậm miệng hay không ngậm miệng nhé. Ví dụ như cảo thơm thì mình phải ngậm miệng. Cảo thơm. Thế nhưng mà nếu câu khác thì lại so dần thì gì thì không ngậm. So dần chứ cảo thơm. Nhưng mà cảm giác là nó cái rựa cái hạ ư thì nó vẫn nghiêng về ư nhiều hơn. Nghiêng về ư nhiều hơn là y. Y thì là trèo. Thế nhưng mà các cụ ngày xưa tôi nghe thỉnh thoảng các cụ ấy hát y đấy. Có khi cụ quên đi mà thì cụ vẫn cứ tiện miệng là cụ y vì cái vần đó nó là y. Thí dụ như mà đi thì cụ phải y, hay là một cái từ khác nào đó mà nó ấy thì cụ cũng y. Hát ca trù đấy, hôm nọ tôi nghe cái đĩa hát ca trù thế. Thế thì là thực ra là nó là ơ nhiều hơn. Ơ thì các hát ca trù là cái vần ơ nhiều hơn. Chứ còn nếu mà hát trèo thì y. Tôi nghe xem là ví dụ như là câu gì trong kiểu hay sao hay là trong hay ca trù ạ? Ca trù ấy. Hồng hồng tuyết tuyết bởi này. Hồng tuyết tuyết nghe là y. Mà ngày mà chưa biết các chi 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 thì phải y y rồi. Còn phần nhiều là ư đổi là đúng hơn. Cháu ngày xưa thì hồi nhỏ cháu nghe bố cháu hay ngâm cái này thì không biết là bố cháu ngâm kiểu gì nhưng mà nó nhị này. Ngày xuân con em đưa thôi thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi cỏ non xanh rợn chân trời cành lễ trắng điểm một vài bông hoa thanh minh trong tiết tháng ba lễ là tạo mộ hội là đạp thanh thì đấy có phải là kiểu như lạy kiều không ạ? Đấy là lời kiều. Nhưng mà cái đấy là do cái hơi rung của cháu nó chưa vững hay sao ạ? Tất nhiên là hơi vững, cái cách nhả chữ ấy thì nó vẫn chưa được hay. Hay là chẳng hạn như là luyến láy. Nó chưa được. Tại vì cái lúc cái cháu thì cái chỗ mà cỏ non xanh rợn chân trời thì cháu định đưa nó lên, ví dụ nếu mà ngâm thơ thế này. Ngày xuân con em đưa thôi thì hồ quang chín chục đã ngoài sáu mươi cỏ non xanh rợn chân trời cành lê trắng điểm một vài bông hoa thì đấy lại là ngâm rồi ạ, ngâm kiểu đấy một bài sa mạc. Ngâm kiểu mới. Câu đầu thì cháu ngâm là sa mạc. Còn sau đấy là cháu chuyển sang mới. Nó sang mới ạ. Thơ mới. Thơ mới mà mình gọi là thơ mới. Nhưng mà thường thường ở trong này nó dùng cái từ là tao đàn, ngâm tao đàn. Hay ngâm ở chỗ cung văn hóa lao động. Tức là ngâm tao đàn là cái thứ ngâm phổ thông. Tức là bình thường, ngâm thơ bình thường nó gọi là tao đàn. Ví dụ đấy như vừa rồi chẳng hạn. Cỏ non xanh tần, chân dợn chân trời, cành lễ trắng điểm một vài bông hoa. Thế thì là nó là tao đàn. Thế còn nếu mà lạy kiều thì cứ phải đều cứ phải nhấn nhá. Câu nào cũng phải nhấn nhá chứ không được lướt qua như vừa rồi ạ, hay sao? Không phải, không cần thiết câu nào cũng phải nhấn nhá, cũng phải ngân nga như thế, nó kéo dài dặn, không cần thiết. Chữ nào cần ngân nga thì mình ngân nga thôi.
bây giờ cũng ôm lại kiều để. Cháu chưa nắm vững được là thế nào là kiều, thế nào là sa mạc. Vâng. Cháu chưa nắm vững. Vâng. Thế này kiều là tức là kiều đó là bồng mạc đấy. Dạ vâng. Thì là cái gì ngày xuân nhỉ? Ngày xuân con em. Ngày xuân con em. Con em đưa thôi chiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi có non xanh rợn chân trời cành lê trắng cành chữ bông thì phải ngân bông hoa thanh minh trong tiết tháng ba lễ là táo mộ hội là đạt thanh gần xa nô nức gần xa nô nức yên oanh yên oanh gần xa nô nức yên anh chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân dập dìu tài tử giai nhân ngựa sẽ thì cháu thấy là cái nhịp rồi về những cái nhịp thường là 22 sao nếu mà câu 6 là 22 đúng không ạ? Vâng. Không phải tùy, không cần thiết. Vâng. Ví dụ như là cái từ nó cần phải liền nhau, vâng, thì mình vẫn cứ phải kéo nó liền nhau, vâng, chứ không phải cứ phải cắt ra hai câu một đâu. Vâng. Mà cháu cứ tùy theo cái nội dung của nó. Ví dụ nó đáng cái câu này nó phải liền với nhau thì cháu, vâng, cũng phải liền. Như ví dụ là đau đớn lòng, vâng, đấy mà đau đớn lòng. Em không nên kéo dài cái chữ đau ra mà đau đớn lòng thế cái chữ đau đớn nó phải gần liền nhau chứ đừng có vì kỹ thuật mà kéo dài chữ đau đớn lòng mà như thế là cái nghĩa nó hơi xa quá. Tùy theo cho nên mình phải nghiên cứu tùy theo cái từ trong đó để mình ngâm cho nó liền nhau hoặc là mình có thể cắt được thì cắt không. Thế để cháu ngâm lại cái đoạn này xong bà hãy nghe. Cái đoạn ngày xuân con én đưa thoi thì có lên tông không ạ, lên giọng không ạ, hay là giọng thấp cũng được? Lên thấp cũng được. Ví dụ ngày xuân con én đưa thoi. Ngày xuân con én. Không được. Đấy là câu thứ hai thì mình ngâm cái kiểu đấy. Còn câu thứ nhất thì là ngày xuân hoặc là ngày xuân. Vâng. Con em đưa thôi ngày xuân con em đưa thôi chiều quang chiến chúc chung đã ngoài sáu mươi có non xanh rợn chân trời cành lê trắng cành lê trắng điểm một vài bông hoa cành lê trắng điểm một vài bông hoa thanh minh trong tiết tháng ba lễ là xa nô nức yến oanh yến anh chị em sắm sửa bộ phải chỗ phải luyến chị em sắm sửa bộ
Như nên là cái từ cổ. Vâng, chắc là từ cổ ạ, vâng. Thế là cái này tùy, nhưng mà thường những cái câu đầu bắt đầu ở bài thơ thì mình hạ thấp tông đúng không ạ? Mình tùy theo giọng của mình nhé, ví dụ như cái giọng mình không nhất tông không vâng. lên cao được, vâng. mình phải cho thấp. Vâng. Ví dụ như mình ngày xuân ngay thì nó cao quá, vâng. mình cái giọng của mình lúc đó nó chưa trơn, vâng. chưa thể lên được. Vâng. Thì mình ngày xuân vâng. còn em đưa thôi. Vâng. Thiều quang chiến trúc đã ngoài sau mười cỏ non xanh rợn chân trời cành lễ trắng điểm một vài bông cái anh Minh. Vâng. Cho đường dòng cứ thế đi. Đã, cứ vâng. tập cái gọi là cái kỹ thuật. Vâng. Đấy, cái là kỹ thuật ạ. Vâng. Ừ. Cái lải kiều thế này thì mình gọi là bồng mạc ạ. Ừ. Vâng. Lải kiều gọi là bồng mạc. À vâng. Ừ. Gọi là kể bồng mạc. Vâng. Kể kiều mà. Thế à. Gọi là kể kiều, tức là vâng. kể bồng mạc. Vâng. Còn cái kia hát kia là vỉa bồng mạc. Vâng, cái hát ca trù là vỉa bồng mạc. Ca trù là vỉa bồng mạc. Ở trong cái bài ba sáu lòng ấy vâng. hay là trong cái bài tỳ bà hành ấy vâng. là vỉa để chúng ngâm lại cái đoạn này sau lấy lại cái đoạn này xem đã vượt chưa cháu làm nào luyến cho nó cái giọng vâng. mềm ấy vâng. cháu ngâm cứng quá cứng quá vâng. Ngày xuân ngày không ngày, ngày được không được ngày, ngày sang xuân, sa mạc vâng. ngày, ngày xuân luôn xuân luôn vâng. không có luyến ngày xuân con em đưa thôi thiều quang chín trúc đã ngoài sau cỏ non xanh rợn chân trời cành lễ trắng điểm một vài bông hoa thanh minh trong tiết tháng ba lễ là xa nỗ lực yến loanh chị em sắm sửa bộ hành trời xuân dập dìu tài tử giai nhân ngựa xe như ngang gò đống kéo lên thoi vàng gõ sắc cho tiền giấy bay tà tà bóng ngã về tây chị em thơ thân giang tay giang về ước lần theo ngọn tiểu phê nhìn xem phong cảnh có bề thành thành nào nào dòng nước nhìn cậu nhỏ nhỏ cuối gành
bát ngang, xe xe nắm đất bên đường, xe xe nắm đất bên đường. Cái chữ thì không cần phải ngân. Dầu dầu ngọn có nữa, dầu dầu cháu phải dứt khoát chữ rừng ngõ ạ. Dầu dầu ngọn có nữa, nữa vàng nữa xanh, rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hướng khói băng thanh, mà đây khói băng thanh thế mà đã phải rõ chữ ra mà rõ chữ mà chỗ nào uốn thì uốn éo chứ còn phải về dứt khoát mạch lạc. Ví dụ chữ nao nao thì mình phải nao nao chứ đừng có nao nao cũng được. Đó. Nó tùy ở văn cảnh ấy. Tùy ở tùy đấy, không nói là tùy chữ. Chỗ nào cần thì mới ngân, còn không cần lại không ngân. Thế còn cái đoạn chỗ mà ví dụ như Kiều đánh đàn cho Kim Trọng ạ. Vâng, thì đây cái đoạn này thì là các cụ cũng lấy ạ, đây ạ, ví dụ như là xoa dần dây vũ dây văn bốn dây to nhỏ theo vần cũng thương cũng đâu hán sở chiến trường nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau khúc đầu tư mã phượng cầu nghe ra như oan như sầu phải chăng kê khang này khúc quảng lăng một rằng lưu thủy hai rằng hành vân quá quan. Cái đoạn đấy là bị sai không được. Quá quan, quá quan, quá quan. Đọc luôn là quá quan, đừng quá quan. Quá quan, quá quan. Này khúc chiêu quân nửa phần luyến chúa, nửa phần tử gia trong như, trong như... À bây giờ lên đọc. Không phải, cháu đấy là vì cô không muốn là cháu bị không lên cao giọng mấy, phải không? Cho nên mà cũng chưa nắm được cái vấn đề lên cao, có khi đang vừa vừa thì đều đều này lên cao cái lại lạc giọng. Trong như tiếng hạc bay qua, đục ngữ tiếng suối mới xa. Đến cái chỗ rồi để cháu tham vào thử. Trong như tiếng hạc bay qua, đụng như tiếng suối mới xa, nửa vời tiếng khoan như gió ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ bây giờ lại xuống ạ.